gian nan nhưng lòng vẫn nặng tình yêu đôi chồng. Cho nên nhiều khi bị người yêu nhớ chẳng thứ bài câu làm tin để thôi, nàng hay chết chết hơn người tình biến ai. Hỏi rằng vì sao nó đành nhà pha. Em ơi cho dù sung thủ giờ đây lẻ loi, nhưng trái trách nhiệm vì dân đến thần, nên thư của anh vẫn là thư lên trong đêm rừng sâu đèn sao sáng soi, vài câu viết vội lời tình chân thành, mong người em còn đặc thù. Em chấp lời nguyện đời trai dâng núi sông, bao nhiêu ái tình của lòng em cố đợi chung cùng trên vùng quê hương, cho dấu bay sau còn gian dở và còn những ngày cách kia. Trong trong xa ngoại trận mây cầu mong cho người sự quý lưu danh. Em mãi nhiên lòng ấp nhận người thương chờ mong, mai đây trở lại đời vui thắm thêm. Anh xin vì em đáp lời nhung nhớ, nâng niu hồn em bằng trăng đắm say, có hoa chất đầy thuyền về bên mộng trên cùng yêu. Em chấp lời nguyện đời trai dâng núi sông, bao nhiêu ái tình của lòng em cố đợi chung phùng trên vùng quê hương, cho dẫu mai sau còn dang dở và còn những ngày cách chia. Em là Đỗ Thị ra ngoài trận mây cầu mong cho người sự quý lưu danh. Em mãi nhiên là
swan.